Rồi. Có cổng lớn thôi, còn mấy khu trong mình nó chữ là gác từng điểm vậy. Đây là bé Bảo Dung nè, đang chơi cẩn thận nha con. Con cứ đi bình thường, cẩn thận nha mẹ. Cẩn thận, không sao. Cố lên. Wow, xuất sắc, giỏi. Rồi, Bảo Dung đâu? Ồ, Bảo Dung đã chinh phục được rồi, giỏi quá. Rồi, mình tuột cái nào. Rồi, tuột xuống. Tuột từ từ thôi nha. Rồi, Bảo Dung giỏi quá. Sao mày nè? Qua đó chơi hả? Ba với chị Hai bên kia rồi, hay là qua bên kia đi con. Dạ. Ba với chị Hai bên kia, rồi qua cầu tuột bên kia đi. Hả? Cầm dài theo. Mang dài vô đi, mang dài vô. Mang đi để không có đạp cái gai á. Đi mang dài đi, mang dài đi. Mang dài đi qua cầu tuột mấy bên kia. Ba với chị Hai đợi bên kia. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi lấy lên. Cẩn thận, chậm thôi, từ từ. Đi cái này, đi cái này. Ngắn này. Anh 200 mỏi. Ủa ngủ sắc. Đây, đây là khu vui chơi dành cho thiếu nhi trong dự án Waterpond Nam Long. Nè con chơi này đi. Cho Hai Ngọc qua đây đi. Ủa hồi nãy cái gà rán vô không anh? Cẩn thận nha Dung. Bữa qua để vào tràm trong túi mà tự nhiên lấy ra quần nào quên hay. Hai ơi. Bên kia hoa trập hồi mỏi á. Hoa ngũ sắc đẹp lắm. Thấp thấp với bên kia đủ màu á. Để Ngọc đây. Đâu rồi Bảo Dung đâu rồi? Nha Ngọc chích vô đây một xíu. Đâu con đâu? Đâu? Rồi cẩn thận nha, để mày gài cái áo khoác lại. Lấy gió lạnh con, cài áo khoác lại đã, không có chút rồi con khó tuột. Mày gài nút rồi đó. Con bay ở bên kia kìa. Rồi con đi đi, cẩn thận nha. Con chơi gì? Con đi đâu? Làm gì cái đó không làm gì? Con chơi cẩn thận nha, té mày không có đỡ được đâu đó. À. Hồi nãy không. Trời ơi, Dung nó tuột, mày theo không kịp luôn. Hai Ngọc ơi. Hai Ngọc ơi. Đâu rồi, bà Dung đâu mất tiêu rồi.
trời đất ơi, chung đâu dưới đó vậy? Gió này. Bà Dung đâu, quay mặt coi mẹ nè. Tụt qua đây đi, tụt qua đây cho mày chụp hình nè. Tụt qua đây nè. Bây giờ cẩn thận đó. Dung ơi. Ồ, dữ rồi ta. Đừng có tụt xa quá dùm chừng chị hai nè, coi đi đâu vậy? Dừ, Dung giỏi quá. Rồi, quay lại. Chậm thôi, từ từ nha. Wow, wow. Ờ, dơ quá, xích ra không ai khác chơi. Bạn nào ói chỗ đây dơ quá. Đi qua anh kia chơi. Rồi ba chơi trò bên kia. Ba chơi trò bên kia, mà rồi chơi rồi. Chỗ này bạn này ói dơ quá à. Đi con qua chơi trò bên kia kìa. Lẹ lên đi qua anh kia kìa, qua cái leo dây hồi nãy á. Mình tuôn cái nó đi rồi qua leo dây nha. Rồi đi qua leo dây. Cầm dài theo dài con đâu. Dài của Dung đâu. Rồi ba giữ rồi, mang kìa, mang về vô qua bên chỗ bên kia.